anh em ơi, mình sẽ nói nhỏ với các bạn biết một chuyện cực kỳ nguy hiểm đó các bạn. Đó chính là cách đây 2 hôm, anh em của tụi mình có đọc những cái bình luận mà của những bạn mà trước đây á kêu anh em mình triệu hồi, mình đã triệu hồi Michael Mayer các bạn. Nhưng mà hả, anh em của tụi mình đã bị fail các bạn ơi. Và mình biết là cái trò đó nếu bị fail á là không có được tiết lộ ra. Cho nên đó là mình không muốn nói cho các bạn biết. Đó, anh em của Wi-Fi của mình á sợ có chuyện đó đang ngồi kia à, các bạn thấy không? Đang ngồi kia là không có cho mình nói. Mình họ Dũng Huy à. Nè. Họ Dũng Huy đi là hôm qua cái lúc mà định mệnh đi về á, có phải là hở anh đẹp Bobby hở tự nhiên là anh ho ra máu, cho nên hở anh em của tụi mình á thấy nguy hiểm quá nên là đâu dám kể cho bạn nghe đâu. Đó, cái tự nhiên á ngày hôm nay mình đã cảm giác hở có người theo dõi từ cái lúc mà mình bắt đầu mình quay video cho bạn xem rồi, cho nên hở mình thấy nguy hiểm. Đáng lý ra hở có một đoạn video dài ở phía sau mình làm tình huống hài cho các bạn xem hết luôn, nhưng mà tự nhiên đúng cái lúc mà mình chôn mập mon các bạn ơi, tự nhiên những cái đoạn video ở phía sau của mình nó bị mất hết. Mình nhìn kỹ trong cái đoạn video đó thì ra có một điều cực kỳ nguy hiểm luôn. Bây giờ hở các bạn xem đi rồi các bạn sẽ biết nha. Mình hở đã hở mình đang cảm giác rất là hoang mang, mình đang rất là sợ luôn. Mình hở muốn ghi lại cái những cái đoạn video này hở cho các bạn xem. Nếu mà có mình hệ gì hở thì các bạn hở hãy cố gắng kiểu như là hở báo cho những người quen của mình biết như thế nào nha, tại vì mình sợ lắm các bạn. Đó, bây giờ mình các bạn xem video đi, các bạn sẽ biết là không cái khung viên này rồi các bạn ơi. Giờ mình vẫn sợ luôn. Hello anh em, hôm nay mình kể cho các bạn một chuyện ghê lắm anh em ơi. Mình hở không muốn kể cho các bạn nghe đâu, nhưng mà ngày hôm nay tại nó thấy nguy hiểm quá cho nên hở là mình phải kể cho các bạn nghe nó. Mình sẽ kể cho các bạn nghe mà hở quá quỷ này nó cứ hở xem cho các bạn thì hở mình kể các bạn nghe là chuyện tối qua thật sự nó rất là xui luôn mà nó còn nguy hiểm đó các bạn ơi. Mình thằng nào vừa mới chờ tao vậy. Hôm nay hả là một ngày tốt lành cho anh em mình đi quay video luôn các bạn ơi. Mưa anh em ơi, xui quá anh em có đi quay cái trời mưa. Đang có trời mưa vậy á, mình sẽ kể cho anh em nghe. Đó chính là chuyện hôm qua anh em mình đã rất là lâu rồi các bạn ơi, không nhắc đến cái chuyện triệu hồi nữa. Nhưng mà ngày hôm qua anh em của tụi mình chơi Michael Mayer, tự nhiên vô tình hả các bạn gặp một cái chuyện rất là không may luôn mà mình không tiện kể hôm nay các bạn ơi. Thì hả mình nghĩ rằng đó là một cái chuyện xui xẻo sắp đến của anh em Wi-Fi của tụi mình. Bây giờ hả anh em của tụi mình đang ra ngoài công viên các bạn chơi chớ thư giãn các bạn ơi. Thì hả mình muốn ra đây cho nó khuây khỏa chút xíu các bạn ơi. Sáng hả anh em của tụi mình hả ra tập thể dục. Mình ra đây để chứ không có để mua lửa. Với lại mèo một con các bạn ơi. Bảo em sợ mới bảo. Rồi sao? Em chạy ra em xem cái cổng mưa luôn. Ở trong mình về sớm chứ. Nói cho vui là em. Các bạn có nhìn đỏ cửa quá, nhìn đúng y như con khỉ luôn đó bạn. Cái trùng mặt này hả, nó cao tầm này, giờ mình đập qua cái là trúng mặt đó các bạn. Chán quá anh em, tính ra ngoài kia hở chơi cho nhiều trò chơi các bạn ơi. Đó, nhưng mà hở ngoài trời mưa tùm lum rồi, anh em mình ra đâu được đâu, ướt hẹp luôn bạn, chán kinh luôn. Lần này mình sẽ chơi hẹp nha anh em. Mình sẽ lấy dép ổng. Trò này hay không anh em, giúp bên gì đó bạn. Ghê chưa. Ý trời vui ta, chui con hang nè. Chuẩn bị chơi cầu tường các bạn ơi. Có một trò chơi này Dũng. Bây giờ hả anh với em chơi, ai mà đuổi xì thua là người đó sẽ biến thành cái người đó sẽ biến thành một vật mà do người kia đưa. Ồ, chơi hay á. Đuổi xì luôn. Đuổi xì luôn. Ok, 1 2 3. Ê, mày đem thẳng. Em sẽ biến thành rác, kiếm thùng rác. Bây giờ em sẽ nhét vô đó. Ơi, đây nó dễ. Bây giờ hả nó bỏ mình vô thùng rác thôi các bạn, có gì đâu. Ủa thùng rác đây mà.
cái trò này dành cho nick hay đâu các bạn, đó chính là mình lấy cát ở đây các bạn. Đó, mình lấy xong mình đổ lên trên đây. Đó, vậy là cái chỗ này các bạn nó bập bên rồi nè. Đó, thấy chưa? Nó bập bên rồi. Đó, để lên. Ủa? Sao nó hết được rồi? Tụi bay, xem nhận thấy cỏ. Còn đây sao? What the fuck? Anh Bảo, trời phê, anh Bảo. Giờ sao? Giờ mình nhọc mình xoay, sẽ quay thôi. Rồi, lên đi. Xoay rồi, xoay rồi. Cái đồ này cao quá bạn ơi. Dũng, Dũng, kéo lên Dũng. Kéo lên đi, xuống dưới đây kéo lên. Kéo lên mày, anh nhiều đi. Kéo lên Dũng, kéo lên. Mình sẽ trả thù. Kéo Dũng, kéo Dũng. Các bạn, mình chơi 50 với Dũng Huy. Mình nó nứt các bạn. Nứt vậy, bởi hả? Bởi vậy hả? Mình kéo bao nhiêu lần, cái chân ngu của bạn. Bởi vậy hả? Nó thành là bị đều các bạn. Nó chạy, nó trốn các bạn. Ồ, nó trốn hả? Ok. Nó trốn cây, mình thấy cái chân nó lừa các bạn. Nó sau cái cây rồi các bạn. Xí Dũng. Xí Dũng. Ủa, nó đang đây mà, ở đâu người ta? What the fuck? Số Dũng. Xí Bảo. Mình sẽ cho ông tay nha các bạn. Có một ông tay cũng đang đi đến. Ủa chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú biết đường ra Điện Biên Phủ không? Con hiểu. Sẽ có đi sao? Mình hãy xin lỗi. Ok.